Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị, mua bảo hiểm tàu cá nhưng hầu hết không được chi trả bồi thường sau khi tàu gặp sự cố hoặc tai nạn xảy ra. Còn không mua bảo hiểm tàu thì lại không được cấp phép để vươn khơi đánh bắt. Thực trạng này đang khiến cho bà con ngư dân ở nhiều địa phương, các tỉnh miền Trung rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vướng vào cảnh nợ nần chồng chất. Vay mượn gần 6 tỷ đồng để đóng tàu lớn vươn khơi bám biển. Vào tháng 6 năm 2022, con tàu trị giá 11 tỷ đồng của anh Phạm Văn Công bị chìm trên biển, khiến toàn bộ tài sản, giấy tờ bị sóng biển cuốn trôi. Mặc dù trước đó, anh Công đã mua bảo hiểm tàu cá với mức phí hơn 61 triệu một năm. Thế nhưng đến nay, việc chi trả bồi thường vẫn chưa được thực hiện. Vừa tròn một năm anh. Một năm, nói chung là bây giờ là nợ nọ, nợ kia, rồi nợ mình vay được ngân hàng có 17 tỷ thôi, mình bỏ vào tầm 5 tỷ nữa. Gia đình là tiền bạc không có, mà khởi kiện thì cũng nhờ bên luật sư, chứ mà cũng chưa đâu ra đâu. Cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Năm 2022, ngư dân Nguyễn Thanh Phong ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã mua gói bảo hiểm tàu cá với số tiền là 24,5 triệu đồng. Đầu tháng 8 năm 2022, tàu cá của anh gặp nạn và bị chìm. Thế nhưng đến gần 10 tháng trôi qua, giữa anh và công ty bảo hiểm vẫn chưa thống nhất được việc chi trả bồi thường. Từ lúc mà tàu chìm đến dư là trên giấy tờ là mình làm khai báo cho con bảo hiểm chưa trả lời chỉ định với mình với cổ chỉ cả. Trường hợp tàu In Phong, đơn vị cũng như tổng ty đang thuê nhằm mình độc lập và làm thủ lý hồ sơ bắt đầu. Và kết quả cuối cùng thì đơn vị và tổng ty thì đang chờ nhận được lập, người ta hoàn thiện hồ sơ và báo cáo lên tổng ty để chúng tôi có phương án trả lời kịp thời. Thực trạng này đang diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, hiện có 165 tàu đóng theo Nghị định 67. Hiện có 13 tàu gặp sự cố bị cháy, chìm trên biển, nhưng mới chỉ có 4 tàu được các công ty bảo hiểm hoàn tất việc chi trả. Còn 9 tàu bị từ chối với lý do không đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng. Vâng, mua bảo hiểm tàu cá là điều kiện bắt buộc để các chủ tàu đủ điều kiện vươn khơi đánh bắt, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Bên cạnh đó, điều mà bà con ngư dân mong muốn nhất khi tham gia bảo hiểm tàu cá là họ được chi trả bồi thường thiệt hại kịp thời do tàu cá gặp sự cố, tai nạn không mong muốn. Đây là nguồn tài chính mà đáng lẽ ra phải là chỗ dựa cho ngư dân. Nhưng trên thực tế, liên quan đến bảo hiểm tàu cá đã gây ra rắc rối, thậm chí là thiệt hại cho không ít chủ tàu. Cực chẳng đã, nhiều chủ tàu đã bỏ mua bảo hiểm, đâm đơn kiện công ty bảo hiểm ra tòa án. Sau khi đóng mới con tàu này, anh Đức đã mua ngay bảo hiểm cho tàu cá của mình. Thế nhưng, sau khi hết hạn hợp đồng, anh quyết định không mua bảo hiểm nữa. Trước đây, tôi cũng bị mua nhiều mà cũng có rủi ro nhỏ nhỏ, nhưng mà làm thấy chậm trễ lắm, làm nơi khác thì cái hỏi thì bỏ đây trả lời mai tháng nọ tháng kia thì thời gian mài thậm chí là không lệch luôn. Giờ hầu như kiểu toàn ngư dân không có ai mua nữa. Còn đối với ông Phan Khuyên, vào năm 2019, tàu của ông bị cháy khi đang trên đường đi đánh bắt cá trở về. Dù đã hoàn tất các thủ tục để được hưởng quyền lợi, nhưng đã bị phía công ty bảo hiểm từ chối. Năm 2021, ông đã phải đâm đơn ra tòa khởi kiện công ty bảo hiểm Pijico Nghệ An. Gian nan 3 năm trời theo đuổi vụ kiện nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Mãi đến bây giờ tôi kêu tôi vào là không đền là bảo gia đình nhà tôi là làm đơn ra tòa, tòa phán cho nhanh. Dư tòa thì dư dẫn và tôi dẫn ngủ thì tôi biết ông mua mà kêu. Chứ ra tòa ra đây nhà tôi có tiền có bạc mua được mà chạy chiếc 4 cái bìa đỏ cắm ở trong ngân hàng bổ lắm, mang một cái số nợ, cái tiền của ngân hàng là chưa nói, còn cái tiền mà bỏ vào đối ứng 40% tiền bốn cả con nhà tôi có vay mượn. Sau khi ký hồ sơ thì tôi thấy là toàn bộ cái tài liệu và căn cứ vào pháp luật quy định thì tôi thấy là nhất là cái tàu cá của Phan Văn Khuyên được đóng theo cái nghị định 67. Chúng tôi cho rằng việc thiết bị giám sát hành trình của tàu cá NA 99997 TS bị hỏng hoàn toàn không liên quan gì đến việc tàu cá bị cháy, không phải là nguyên nhân, không phải là điều kiện phát sinh vụ cháy. Việc công ty bảo hiểm Pijico từ chối bồi thường bảo hiểm cho Phan Văn Khuyên là không có căn cứ.
Không những thế, các chủ tàu đóng theo Nghị định 67 cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Mặc dù chương trình bảo hiểm tàu cá xa bờ, theo Nghị định 67 và Nghị định 15 có 5 nhà bảo hiểm được giao triển khai theo chủ trương của Chính phủ. Tuy nhiên, việc chi trả, bồi thường khi tàu cá bị nạn, gặp sự cố cũng rất khó để đi đến thống nhất. Riêng tại tỉnh Nghệ An, trong 104 tàu công suất lớn đóng theo Nghị định 67, có 11 tàu bị cháy, chìm trên biển. Thế nhưng đến nay mới có 4 tàu được bảo hiểm tất toán. Đề nghị là bên Pejico là thứ nhất đó là cần phải hỗ trợ ngư dân trong cái việc là thanh toán bảo hiểm và thanh toán nhanh, thanh toán đủ và thanh toán nhanh để người dân là có tái lại sản xuất. Tham mưu cho Ủy ban tỉnh là có văn bản là đề nghị Bộ Tài chính, rồi là đề nghị Bộ Nông nghiệp là yêu cầu là các cái công ty Pejico là phải tiếp tục bán bảo hiểm tàu cá theo cái Nghị định 67. Trong trường hợp mà Pejico không bán thì phải là phải quy định, phải giới thiệu là các cái đơn vị khác. Không còn quá kỳ vọng vào việc được chi trả bồi thường, một số chủ tàu hiện nay mua bảo hiểm tàu cá để làm giấy thông hành cho tàu được ra khơi và tránh bị ngân hàng trói buộc. Vâng, thưa quý vị, trước những vướng mắc bất cập trong việc chi trả bảo hiểm tàu cá thì rất cần phải có các giải pháp quyết liệt kịp thời của Chính phủ và các bộ ban ngành nhằm tháo gỡ những bất cập trong thực thi chính sách, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hài hòa giữa các công ty bảo hiểm và ngư dân để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đang có một thực tế trớ trêu về bảo hiểm tàu cá, đó là giữa người mua và người bán chưa thể nhìn về một hướng. Trong khi ngư dân không còn mặn mà với việc mua bảo hiểm tàu cá vì cho rằng bị gây khó và khó được bồi thường khi gặp rủi ro. Mà chơi lâu quá mà kêu gọi nhiều quá không được thì phải chấp nhận là phải khởi kiện lên tòa án, để khi tòa án phán xét thì như thế nào để có kết quả, để nói chung là công ty bảo hiểm nó phải đền bù cho bồi thường lại để lấy tiền trả cho ngân hàng này, rồi lấy tiền vốn về còn sắm dọn nghề nghiệp để đẩy mạnh sản xuất để nuôi sống gia đình nữa. Bây giờ cứ ăn rồi ngồi ở nhà đây mấy năm tươi cũng không biết kêu ai, không biết gọi ai nữa, không có cái phương hướng án đi để giải quyết cho bà con ngư dân cho như chúng tôi đây. Bây giờ là cả bao nhiêu gia đình như đang thất nghiệp. Họ đưa những cái lý do không chính đáng. Nên bây giờ đối với chủ phương tiện tàu cá như bà con ngư dân Quỳnh Long, người ta không mặn mà với vấn đề tham gia bảo hiểm tàu cá như bảo hiểm thuyền viên. Vì cái vấn đề là các công ty bảo hiểm ấy thì khi họ bán bảo hiểm cho dân thì họ hứa, họ nói rất là đàng hoàng. Nhưng mà đến khi mà xảy ra các sự cố thì thực ra cái vấn đề chi trả, đây là hai cái trường hợp đặc trưng nhất, còn những cái trường hợp mà tai nạn rủi ro nhẹ họ gây khó khăn rất là nhiều, lấy được cái tiền hỗ trợ cũng rất là khó khăn. Còn đối với các công ty bảo hiểm, số tiền thu về từ việc bán bảo hiểm tàu cá thấp, trong khi số tiền bỏ ra để giải quyết bồi thường thì quá cao. Lỗ lớn do doanh thu không thể bù đắp chi phí bồi thường, khiến các công ty bảo hiểm ngần ngại trong việc bảo hiểm tàu cá cho ngư dân. Theo quy tắc bảo hiểm, theo hợp đồng đã ký thì đó là điểm loại trừ của quy tắc bảo hiểm, người bảo hiểm không đền bù. Hiện tại thì BSH cũng đang nhận bảo hiểm cho rất nhiều tàu cả ở địa bàn trên tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, thì đấy cũng phải là một vụ tổn thất đầu tiên mà BSH trong năm 2019, 2021 đã bồi thường cho rất nhiều vụ tổn thất, điển hình còn lớn hơn thế này nhiều. Tuyên truyền hướng dẫn cho người dân là khi anh thực hiện cái mua bảo hiểm ấy, anh phải chú ý đến những cái điều khoản nào, những cái gì ở trong cái hợp đồng. Lưu ý khi mình mua thì mình phải để ý đến cái gì. Còn khi mình đã ký vào cái hợp đồng mua bảo hiểm với lại bên bảo hiểm, mỗi bên phải chịu trách nhiệm nhất với nhau. Còn khi mà người ta không thực hiện cái nghĩa vụ theo đúng hợp đồng đã ký thì mình có quyền kiến nghị rồi khởi kiện ra các cái tòa án dân sự để hỏi là thực thi đúng cái hợp đồng mà đã hai bên đã ký. Thực trạng ngư dân mua bảo hiểm nhưng không được chi trả bồi thường khi xảy ra sự cố, tai nạn đang diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện đang có hàng trăm con tàu, trị giá mỗi con tàu đóng lớn lên tới cả chục tỷ đồng, nằm trong nhóm nợ xấu của ngân hàng. Riêng tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có 165 tàu.
Vâng, xin được nhấn mạnh là câu chuyện vươn khơi không chỉ đơn thuần là kinh tế mà còn góp phần khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy, dư luận đang kỳ vọng chính phủ, các ngành chức năng, chính quyền địa phương kịp thời cần phải có những chính sách mới nhằm tháo gỡ những bất cập, đưa đội tàu cá của bà con ngư dân cả nước tiếp tục vươn khơi ra xa. Và đến đây, chúng tôi xin phép được khép lại nội dung của chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.